Xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audiotina số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi lại nhập những lô hàng từ Đan Mạch. Đó là những sản phẩm đến từ Din Audio. Đây là một những sản phẩm rất nổi tiếng trong giới chơi audio. Và cặp Din này thì có một cái màu rất đặc biệt, đó là màu Midnight. Và chúng ta cùng bóc và khui thùng để xem dòng Din Audio Confidence C50 này nó có cái sự gì khác biệt. Vì tôi rất háo hức với một cái màu Midnight này. Và những con ốc tôi vừa mới tách ra khỏi thùng thì sau đây tôi sẽ nhờ cùng nhân viên kỹ thuật sẽ bê cái nắp thùng này ra. Khi các bạn nhìn vào thì các bạn tổng thể sẽ thấy ở phía trên đôi tay đây là đây một chiếc e căng. Dạ vâng, đây vẫn còn hàng nguyên siêu và nó có một cái mùi rất là thơm. Đó. Còn bên này thì nó sẽ đi cùng kèm với đây là một hệ thống của bộ chân và một đôi găng tay và một bộ chân côn. Và đây là một cái bọt nước. Cái này nếu mà đôi chân này mà được để lắp thì tôi nghĩ là cái sự giảm rung chấn gần như là tuyệt đối vì cái độ chân nó nhọn như thế này. Nhưng mà ngược lại với những phòng mà về có những cái sàn gỗ thì lại một điều cũng không được mỹ mãn cho lắm. Đó. Nhưng mà cũng đã nói lên thấy sự chu đáo của hãng. Và với các bạn luôn lưu ý khi bóc những dòng này thì các bạn phải bóc phần nắp trên trước. Sau đó ta dỡ những cái hệ phụ kiện đi kèm, sau đó thì ta mới được nhấc cả hệ thống này lên. Đây là bóc đúng theo quy chuẩn của hãng khuyến cáo. Với một chiều dài của cặp loa này lên đến gần 1m6 khi đóng trong thể tích khối này thì nó lên đến tận nửa mét khối và bề rộng thì là 60 và chiều cao cũng là 60 thì cặp loa này là cặp loa ui màu đẹp quá và cặp loa này là cặp loa thứ bản thứ nhì của hãng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó là một sự rất là tuyệt vời với cặp loa này và cặp loa này thì có các bạn nhìn không? Khi các bạn đứng từ xa nhìn thì nó sẽ có một màu xanh đen, nhưng các bạn nhìn gần, quay lại gần thì sẽ thấy các màu sa kim, ánh kim như này. Ở dưới ánh đèn thì tôi nghĩ đây là một cái màu rất là đặc biệt. Và chúng ta cùng thử lướt qua xem cặp loa này có cái gì. Đầu tiên nhìn đây đã thấy là một cái xương chân gang rất là chắc chắn. Và hệ thống này thì là hệ thống của khi người ta lắp này là người ta đã để cái chân này là sẽ dùng để cho vào sàn gỗ hoặc là mặt bằng của đế. Và khi người ta siết thế này thì người ta sẽ siết thế này vào thì để có sự chắc chắn. Và khi mình muốn tăng giảm hoặc là mình lấy bọt nước mình cân chỉnh thì sẽ như này. Và cặp loa này thì được sản xuất hoàn toàn ở Đan Mạch. Và hiện tại bây giờ thì dòng Confidence C này thì cũng đang là một cái phân khúc đầu bảng của hãng rồi. Và cặp này là đứng thứ hai. Còn lỗ thoát hơi ở dưới này thì cũng rất là đặc biệt vì lỗ thoát hơi này sờ đây thì thấy có một sự tán âm rất là sâu của lỗ thoát hơi này thì sẽ tạo ra được một cái độ trầm sâu. Còn cái màu này thì đã nói lên được tất cả, đó là một cái màu Midnight quá đẹp chứ không phải là đẹp. Thế này thì với những cái nhà cao cấp thì không thể nói là sự tuyệt vời thế này. Còn đây thì trên tấm ba len thế này và đây là một cái bảo vệ của loa chép. Bên bảo vệ của loa chép và đã được bọc một cái lớp áo chống xước như này, hoàn toàn nó giống như là một lớp bông vải. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật đưa cặp loa này xuống cùng tôi xem nó sẽ như thế nào. Vâng, đây là chiếc thứ hai trong của cặp đôi hoàn hảo của cặp loa này. Nào, bây giờ xin mời nhân viên kỹ thuật cùng tôi bê cặp loa này xuống. Wow! Thật tuyệt vời. Nhưng mà quá nặng so cặp loa này, so với một chiếc loa như này lên tới 85 kg và chiều cao thì đúng 1m65 thì tôi thấy đây là một giá trị. Và nhìn bộ đôi này thì tôi nghĩ đây là chắc chắn là một bộ đôi rất hoàn hảo.
và sẽ hẹn các bạn ở trên phòng test lab của Thiên Hà Audio chúng tôi để xem cái sự phối ghép của Thiên Hà với cặp Confidence C50 này với dòng âm ly nào và màu sắc âm thanh ra làm sao. Còn tại Thiên Hà ở lúc này thì tôi thấy rất là hạnh phúc vì đây là một cặp loa mà có một cái màu rất là tuyệt. Xin hẹn tiếp tục sau.